Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Hải Nguyễn. Vui với các bạn mỗi ngày thôi. Những lúc nào đó mình chia sẻ cho tất cả các bạn thì mình chia sẻ. Còn những lúc nào thì mình cũng cần cái tính chất giải trí và cũng muốn các bạn đồng cảm một chút xíu. Nhiều khi ở bên này buồn quá cũng biết làm gì. Nên chia sẻ cho tất cả các bạn. Thứ nhất là nó có thêm nhiều bạn. Dạ thiệt sự mình cũng có thêm nhiều bạn rồi à, vừa rồi thì có một anh cũng vừa mới Việt Nam qua chơi rồi anh đến nhà mình cũng anh cũng tới nhà mình chơi, anh em ngồi nói chuyện cũng cả buổi vui lắm à, hiếm chỉ có cái tình người Việt Nam thôi, người Việt Nam thì mới có những cái tiếp xúc nói chuyện rồi như vậy thôi. Ở bên này à, có bạn hỏi là hàng xóm có qua hàng xóm thường thường qua hàng xóm nói chuyện được không thì à, thật sự các bạn, nếu hàng xóm là Việt Nam thì khác. Nếu hàng xóm là Việt Nam thì nó có khác, là có thể chạy qua chạy lại. Nhưng mà ở Úc này là hiếm lắm. Chứ có thể là anh em gì đó thôi à, chạy qua chạy lại chứ còn ít khi nào qua lắm. Thậm chí cả tháng hay là gì đó biết nhau trong những cái bữa tiệc. Rảnh rỗi cuối tuần thì nhà người này có tiệc thì mời người kia tới chơi, chứ còn không có thời gian để mà chạy qua chạy lại ngồi nói chuyện. Tại vì ở bên này ai cũng mỗi người nó mỗi cách làm việc khác nhau, có người làm ban đêm, có người làm ban ngày, mà họ cũng không có thời gian tiếp mình. Thậm chí bây giờ mình nói ở Sài Gòn cũng vậy, mà ở thành phố cũng vậy, mỗi nhà nó đều đóng cửa miễn, ngoại trừ những người ở quê. Ở quê thì cái lao động tự do nhiều hơn, hoặc là chị em bà cô những người nữ đó thì thường ở nhà, chồng đi làm hoặc là làm nó bán thời gian, một ngày làm một buổi thì ra chiều rảnh rang rồi đi hóng gió mát, hay là qua nhà ngồi những cái bụi cây tre làng rồi đó ngồi nói chuyện, ngồi mái hiên cũng là ngồi tâm sự, đó là cái tình cảm của người Việt Nam. Hay lắm, đậm đà lắm, nhưng mà ở Úc này thì không có. Không có cái đó. Mình chia sẻ với tất cả các bạn cũng biết rồi đó, những cái không gian ở Úc này nó hoàn toàn khác. Ở Việt Nam chúng ta ra trước mái hiên chúng ta ngồi uống ly trà, ly cà phê, hay là ra quán cóc chúng ta ngồi, nhưng ở Úc này không có. Mình có, mình làm những cái video để cho các bạn hiểu một cái điều là như vậy. Ở Úc, mặt trước ngôi nhà không ai sinh hoạt hết đó. Chỉ có trồng hoa trồng cỏ vậy thôi, họ sinh hoạt trong nhà hoặc là ở sân sau. Còn cái chuyện mà đến nhà hàng xóm thì hiếm, mình cũng có một cái video đến nhà hàng xóm, nhưng đó là chuyện tình cờ bất cập thôi. Hôm đó thì bà hàng xóm đó bà xin một ít đất của mình, thì mình cũng có nhà ý, mình cũng người Việt Nam mà cũng muốn đến nhà hàng xóm chơi đó. Thiệt sự là mình cũng trước đó mình cũng đã đến vài lần rồi, nhưng mà vì muốn làm video cho các bạn xem là mình đến nhà hàng xóm ra làm sao. Cũng nói chuyện, thứ nhất là ít có cơ hội đến nhà hàng xóm, thứ hai nữa ngôn ngữ bất đồng, mình người Việt Nam, họ là người một quốc gia khác, không phải người Úc, họ đến từ cái nước gì đó. Bà già đó bà đến từ một cái giống như là Venezuela gì đó, họ nói không hiểu nhiều đâu à, bà cũng mến mình, vợ chồng mình lắm à, thỉnh thoảng qua cứ đãi ăn bánh ngọt bánh đồ miết à. Và có một lần hôm đó thì mình đến nhà của bà cụ đó đó à, bà cụ có một cái hệ thống sưởi các bạn, sưởi có nghĩa là mùa đông như người bình thường mình đó, những người bình thường thì người ta sử dụng bằng gas hoặc là mua cái máy sưởi về người ta bật lên xài bằng điện à, hoặc là bằng sử dụng bằng ga, đốt ga lên để mình ấm toàn nhà. Bà cụ đó bà sống ở đây cũng có nhiều người sử dụng lắm. Đến nhà bà có một cái lò sưởi bằng gỗ, các bạn biết hiểu là mùa Noel đó ông Santa ông thường leo cái ống khói trục xuống dưới này để mà tặng quà cho trẻ em đó, thì người phương Tây người ta trước kia mà hệ thống điện rồi nó chưa nhiều đó, tiết kiệm đồ này nọ thì họ dùng cái lò sưởi đó đó, họ đốt củi. Mình có hứa với bà cũng say ok là khi nào vô mùa đông mà bà đốt lửa đó, bà đốt củi đó, mình qua mình biết. Tại vì mình chưa nói là mình quay video đâu, mình nói là mình muốn biết cái lò sưởi đó đốt như thế nào,
nó có bay mùi trong nhà hay không. Bà nói hoàn toàn không, mình cũng không tin, nhưng mà thiệt sự vô trong nhà của bà nó không có bay mùi khói như mình đốt trong bếp thì khói rồi bay, cái này đốt trong là nó hút lên trên 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 nóc nhà hết đó các bạn. Thì hy vọng là có một khi nào đó sắp tới mùa đông rồi, mình sẽ cố gắng, mình ngày nào đó mình canh canh thứ bảy chủ nhật mình rảnh đó, mình canh canh những ngày nào lạnh bà mới đốt khói đó. Cái ống khói nhà bà mà nó xì lên á là biết nhà bà đang đốt khói, thì mình qua mình gõ cửa thôi. Hy vọng là bà tiếp, còn bà mà giận bà không tiếp là mình không có video cho các bạn đâu ha. Đó là những cái điều mà các bạn hỏi mình trả lời, ở bên này hiếm gặp lắm. Cái nhà hàng xóm hôm trước bên cạnh nhà mình đó, mình có nói cái video trước trên mái nhà mình, nói hàng xóm mà họ dọn đi mình không hay đó, cũng gặp mặt nhau nói chuyện là khỏe không, mình làm gì, thời gian như thế nào, nói vài ba câu sàng sàng vậy thôi, không có nhiều hiểu gì đâu mà nói. Thứ nhất tiếng Anh mình không giỏi, thứ hai nữa là ngôn ngữ cũng bất đồng văn hóa nhau, mình không hiểu người ta không thích cái gì nữa. Cũng tới chào hỏi ngày nào cũng cũng thân thiện lắm, nhưng mà không có hỏi nhiều. Đó, chính vì mà mình nói các bạn là khi đến Úc các bạn không có quen đời sống ở Úc á, hay bị sốc hay bị buồn là cái chỗ đó. Hàng xóm chúng ta không giao tiếp được. Mình không phải là đổ trút cho tiếng Anh, nhưng mà cái ngôn ngữ, cái văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau, không phải là người Úc không, mà họ đến từ nhiều quốc gia khác, có thể là Lào, Campuchia, Indo, Trung Quốc, Ấn Độ, hay là những người Trung Đông, hay là những người ở châu Âu cũng có. Cho nên không có giao tiếp được, cũng họ cũng không có quan tâm tới mình, đời sống của họ quen rồi, cho mình cũng cứ giống như là cứ thui thủi rồi mình đi làm rồi về nhà vậy thôi. Ai nhanh chân nhanh tay thì gặp được những người anh em Việt Nam Tây Bắc mặt mừng nói chuyện, còn ai mà còn khép kín thì ai còn bỡ ngỡ ngỡ ngàng rồi đó, thì chưa thì cảm thấy nó buồn. Thì chính vì buồn đó mà mình mới làm video này, mình nói chuyện ở nhà tự sướng. Thấy không? Chứ không có cái gì hết đó. Bây giờ thì ngồi nói chuyện với các bạn cũng được 15 phút rồi. Coi như có người đã mình tra tấn như vậy là được rồi. Giờ mình chia sẻ những hình ảnh ở đây cho tất cả các bạn, coi như là quê cả hai ha. Thôi mình không có nói chuyện đó nữa. Hôm nay thì mình đi ra shop mình mua được một cây tí nho này, nho xanh ở Úc. Nho ở Úc ngon các bạn. Ban đầu á mình có một cái kỳ kỳ giống như là đứa nuôi này trong nuôi nọ vậy đó. Khi mình ăn dâu ăn đến đây mình ăn ăn nho ở Úc á, mình tại vì khi lúc mình còn ở Việt Nam mình ăn nho có nhiều trái nho cũng rất là ngon, nhưng mà cái đó là cái cấp độ của mình ăn, giống như hồi nhỏ mà thiếu thốn mình ăn những cái con, những cái hải sản hay là những cái gì đó của ở quê mình á, mình ăn rất là ngon. Cái này mình nói thiệt lòng của mình không phải là mình chê Việt Nam đâu, nhưng mà ở cái khẩu vị nó mỗi lúc mỗi khác. Khi còn ở Việt Nam mình ăn đồ ăn cũng rất là ngon, nhưng khi qua Úc á, ban đầu mình qua Úc mình ăn cũng lạ miệng, mình cũng chơi dở, nhưng sau đó mình ăn dần dần mình thấy quen, mình ngon. Thì sự sau này mình đến Úc mình ăn, trong thời gian đầu mình ăn mình cũng thì cũng nói là nho bình thường thôi, chứ mình không có đánh giá, cái mình khó đánh giá về mặt ẩm thực dở. Thì sau đó quay về gì trong đó 2017 mình về Việt Nam có ăn nho lại, ăn cũng ngon. Đúng, thứ nhất là có hột, hai nữa là nó không ngọt bằng nho Úc. Chính xác là điều đó là mình chính xác, còn mình công nhận nho Úc khá là ngon, nó không có hột ngọt, có nhiều loại lắm. Và bà con ở bên Úc này còn có số người mà mình quen đó, cũng có chị cũng nhà cũng có trồng mấy cái dây nho 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 có hột nhưng mà ngon lắm. Hôm đó mình đi tới nhà chị hái thử cho mà ăn, đồng cái tại vì bỏ thí mà nho không có phân bố như vậy đó, cái nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ăn nó ngọt, nó ngon lắm, điều có hột thôi. Nho kiểu Việt Nam nhưng mà nó ngọt, hôm nào mình cũng phải trồng một cái dây nho thôi. Đây là cái nho ở Úc mình có nhiều loại lắm, nhưng mà mình thì thích ăn nho xanh hơn. Có một điều mình cũng không hiểu là sao,
cây nào nó cũng là cây, hay về giống nào nó cũng phải là giống, đất nào thì nó cũng có thể là đất. Nhưng mà không hiểu tại sao cái vùng đất ở Việt Nam mình trồng những cái cây những đó là kém chất lượng, không có ngon bằng những cái quốc gia khác như là Thái Lan. Đặc biệt mình đón Thái Lan, từ xoài, me, những cái trái cây của Thái Lan là ngọt. Họ không hiểu là họ nhân tạo giống nó như thế nào, lai chiếc nó ra làm sao, mà lại cái vùng đất đó lại ra những cái trái như các bạn như xoài Thái, me Thái rồi đó, đều chất lượng hơn hết. Thậm chí gạo Thái luôn, gạo Nàng Hương Chợ Đào đó, có một vùng con sông đó đó, mà nó lại tuyệt vời như vậy. Không hiểu tại sao là cái đất Việt Nam của mình lại trồng những cái loại cây nó lại chất lượng nó không có tốt. Hay là do mình kém phân bón, hay là kém cái khoa học của kỹ thuật của mình nó chưa đủ. Chỉ có đặc trưng một số trái cây ở Việt Nam thì nó khác. Xoài Thái nhập qua Việt Nam ăn ngọt lạc luôn, ngọt xoài xanh rồi đó, ngọt luôn. Còn ở Việt Nam mình có thể là bây giờ là nhân giống những cái loại giống cây đó thì có thể sản phẩm thôi, nhưng mà xưa kia thì ở quê hay là ở những cái tỉnh thành dọc quốc lộ ở Việt Nam đó, những cái giống xoài giống như là bà con của mình cứ trồng, gặp cái xoài là cứ có giống, có trái, có hột là trồng xuống. Nhiều khi không có phân biệt cái loại đó tốt hay loại ngon nữa, có cây là được rồi. Cho nên cái chất lượng trái xoài nó vẫn chua, vẫn ngấy thôi. Đặc trưng của trái xoài Việt Nam không có ngọt như xoài Thái. Bây giờ ra giống xoài xanh có thể là mấy kỹ sư khoa học rồi đang cũng đã nghiên cứu rồi, lần rồi. Nghe cứ Việt Nam nghe đồ xoài Thái thôi là ăn ngon lành. Sầu riêng của Thái nó cũng chất lượng nữa. Việt Nam có sầu riêng cái mơn hay là cái gì đó,